Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu, cuộc sống áo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Huyền trong suốt thời gian qua. Xin chúc các bạn và gia đình luôn bình an, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp. Hôm nay xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm món bánh đúc mặn. Thành phần nguyên liệu thì gồm có bột gạo, bột năng, đường, muối, hai hộp nước dừa. Loại bánh này thì mình phải làm nước dừa nhiều quá cho nó béo. Mình sẽ làm hai hộp nước dừa. Tôm khô mình sẽ đem đi rang. Rồi xong rồi mình xay cho nó nhuyễn, mình rang để mình bỏ lên trên á. Cà rốt. Ở đây Việt Nam thì có củ sắn sẽ ngon hơn. Ở đây mình không có củ sắn, mình sẽ thế su hào nha. Huyền sẽ cắt hạt lựu, sau đó Huyền xào cho chín. Để sau khi mà bột hấp xong á, Huyền sẽ bỏ lên trên. Thành phần nguyên liệu gồm có những gì Huyền sẽ ghi trong phần mô tả. Và bây giờ mình đi làm bột trước nha. Bột trước thì mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng nửa tiếng hay một tiếng cũng được. Ở đây là 300g bột gạo các bạn. Mình rây nha. Mình sợ nhiều khi nó có cái cục gì ở trong á, làm cái bánh mình nó không ngon á. Ở đây là 300g bột gạo. Bốn mươi gram bột năng, mình sẽ làm nước dừa với lại nước lạnh đó là 1.2 lít nha. Bột thì nó tùy theo nha các bạn, bột mới với bột cũ thành ra nó sẽ hơi nhau một chút nó hơi. Mình sẽ làm thử cái bột này rồi nếu ít hay nhiều thì mình sẽ ghi thêm phần mô tả trong nữa. Coi như là 340g bột. Một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ làm hai hộp nước dừa nha. Và 400g nước. Mình làm cho nó béo nha, loại này nó phải béo. Đây là 400g nước lạnh. Sau đó mình sẽ bỏ vô dĩ mình hấp nha. Mình sẽ hấp bằng cái này. Mình hấp sẵn nha khoảng 40 phút. Bây giờ mình để cho bột nó nghỉ nha. Mình đi thái su hào, cà rốt, tôm khô mình đem rang rồi mình sẽ xay ra nhuyễn. Bây giờ mình cắt hạt lựu các bạn. Giờ Huyền cắt cũng đã xong rồi nè. Cái này su hào, cái này cà rốt, cái này hành. Bây giờ mình đi xào nha, cho nó nguội nha. Bây giờ mình xào nha. Mình cho chút xíu muối thôi nha, tại lát mình ăn lắm á.
xíu muối, xíu đường. Giờ mình đang rang tôm, mình ngâm nước xong rồi mình xay ra. Xay xong mình bỏ lên chảo mình rang nha, cho nó khô. Mình bỏ một chút ớt xay trong hũ đó, để cho cái màu nó đẹp một chút. Bây giờ bột mình cũng đã ủ xong rồi, mình để nó nghỉ 2 tiếng nha. Bây giờ bắt đầu mình đi hấp. Mình bỏ cái dầu nha, để nó khỏi dính á. Để hồi mình lấy cho nó dễ. Tùy theo nha, nếu cái khuôn của mình mà bự thì mình hấp lâu chút, không thì mình hấp nhanh chút. Thành phần nguyên liệu gồm có như gì thì Huyền ghi trong thành phần mô tả nha các bạn. Bây giờ mình đem đi hấp nha. Món bánh đúc Huyền cũng đã làm xong nha các bạn, bánh đúc mặn Huyền cũng đã hấp xong. Huyền hấp 50 phút nha. Huyền mở cho các bạn xem. Thành phần nguyên liệu gồm có nhiều gì sẽ ghi trong phần mô tả nha các bạn. Đây là tôm khô về sấy. Đây là su hào với cà rốt, cải chua. Nước dừa ở nhà còn miếng, thành ra Huyền làm, Huyền đem ra ăn luôn. Bình thường ăn cái món này không cần nước dừa đây, còn đây là nước mắm. Huyền bỏ lên nha. Bỏ tôm khô. Món này thì mình ăn với cải chua nha, với lại nước mắm. Các bạn muốn ăn với nước dừa cũng được, nhưng mà thường thì món này không có ăn nước dừa đâu. Giờ mình cắt ra dĩa nha các bạn. Cái này béo lắm, tại Huyền cho hai hộp nước dừa đó, dừa hộp á, thành ra là béo á. Mình ăn một miếng cải chua nha. Rồi mình đổ nước mắm vô, khi nào mình ăn mình chế nước mắm vô nha. Với lại một miếng nước dừa. Video của Huyền vậy làm bánh đúc mặn tạm dừng ở đây nha các bạn. Hẹn gặp các bạn vào video kỳ tới. Bye bye các bạn. Bye bye. Huyền có ăn thử bánh đúc rất là ngon, mềm và béo của nước dừa. Các bạn có thể làm một hộp nước dừa là đủ.